Ghi bất động sản quận 8 mến chào đại gia đình. Hiện tại thì Ghi đang có mặt ở ốc đảo đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Và cái căn nhà này chỉ là dưới 3 tỷ thôi, nhưng mà cực kỳ rộng, hẻm rộng, nhà rộng và kết cấu tới 4 tầng. Xin mời đại gia đình cùng tham quan đi ạ. Dạ, đây gia đình chúng ta thấy đây, cái con hẻm mình là thông nha. Từ hướng này thì gia đình chúng ta thông ra Lưu Hữu Phước, nhưng mà qua hướng bên đây, hướng bên này thì gia đình chúng ta chạy thẳng 80 mét nữa cũng thông ra Lưu Hữu Phước luôn. Cái hẻm này thì ba gác vào đến nhà, và gia đình chúng ta nhìn thấy đây, đây là cái mặt dựng của nhà chúng ta, kết cấu 4 tầng rất là uy nghi đây ạ. Đây, bề ngang 4 mét rất là hoành tráng luôn. Dạ, đây, vào căn nhà thì gia đình chúng ta thấy đây, nhà chúng ta được bảo vệ bởi hai lớp cửa. Một lớp cửa sắt và một lớp cửa nhôm xi pha kính cường lực. Nhìn cái nhà thì cực kỳ rộng luôn ạ. Ngang 4 mét và dài là 7 mét, kết cấu là 4 tầng, một trệt, một lửng, hai lầu. Dạ đây, gia đình chúng ta thấy là rộng thênh thang mênh mang luôn. Rồi, dạ đây, đây là phòng bếp của chúng ta. Và ở phòng bếp này thì gia đình chúng ta thấy là ốp đá hoa cương nè, ốp gạch lên. Ở trong này thì có một cái nhà vệ sinh của chúng ta nữa. Đây, khu vực này thì gia đình chúng ta thấy là để salon, tivi đồ, rồi để xe gắn máy đồ trong nhà là thoải mái luôn. Gạch thì được ốp tường lên hết rồi, 1m2. Các dàn đà thì gia đình chúng ta thấy đây rất là kiên cố chắc chắn trong nhà luôn. Rồi từ khu vực cầu thang thì gia đình chúng ta thấy ở mặt phía sau này, ngoài ơ gạch ốp tường ra thì ở đây là ốp gạch full luôn. Ngay khu vực cầu thang này nhìn rất là đẹp. Và ở cầu thang thì gia đình chúng ta thấy đây, ốp đá hay hoa cương màu đen, nhưng mà full trục trung và trục vành luôn. Nhìn rất là đẹp, rất là tỉ mỉ luôn ạ. Ở ban công thì gia đình chúng ta thấy đây, tất cả là gỗ căm xe, kính cường lực 10 ly hết ạ, trong suốt. Dạ đây, đây là cái tầng lửng của nhà chúng ta. Tầng lửng này thì có thể làm phòng ngủ này, có thể làm sofa, phòng khách này. Dạ, rất là nhiều công năng ở đây. Thì gia đình chúng ta thấy đây, đây là dưới tầng lửng, tầng trệt ở nhà chúng ta. Hẻm trước nhà chúng ta cũng rất là rộng ạ. Rồi, dạ, mời gia đình chúng ta sẽ di chuyển lên tầng 3 của ngôi nhà. Đây, ngay tầng 3 của ngôi nhà thì gia đình chúng ta thấy là nhà chúng ta là ánh sáng xuyên suốt luôn. Có cái cửa sổ ở đây, lấy gió và ánh sáng vào, rất là mát. Bước lên tầng 3 thì gia đình chúng ta thấy đây là có một cái nhà vệ sinh. Đây, full phụ kiện luôn ạ. Rồi, tại qua bên đây thì gia đình chúng ta thấy đây, đây một cái phòng master và một cái phòng master ở tầng 3 đây. Đây ạ, rất là rộng. Có cửa sổ luôn, cửa chính, khu vực này rất là thông thoáng luôn. Gia đình chúng ta thấy đối diện đây thì người ta cũng xây một trệt, một lửng, hai lầu sân thượng đây, rất là rộng khu vực này. Đây, gia đình chúng ta thấy khu vực này thì nhà cao tầng rất là nhiều, uy nghi khang trang. Kế bên kia nữa là cái biệt thự đó. Khu vực này thì thông thoáng, an ninh, ngay ốc đảo luôn. Gia đình chúng ta thấy ngay ốc đảo mà bốn bề là sông, mà sông ở phường 15 bây giờ là được thiết kế rồi, làm bờ kè này, rồi hệ thống kinh gạch này, hệ thống máy bơm nước, máy hút này, cho nên là không còn bị ngập nữa. Và ở đây là cực kỳ mát, khí hậu đây rất là tốt. Dạ, mà sống khu vực này thì thôi là tuổi thọ chúng ta tăng lên. Và đây là bốn ngôi nhà chúng ta, có một phòng ở bên trong và một phòng ở bên ngoài này nữa, một phòng nhỏ nữa. Dạ, đây, phía sau thì có nhà vệ sinh này, có sẵn máy giặt này, bồn nước nóng nè. Khu vực này thì chúng ta phơi đồ đồ thoải mái luôn. Dạ đây, thẳng xuyên tới cái góc đường Bình Đông với Mai Hắc Đế đó. Dạ, ở đây gia đình chúng ta thấy khu vực này rất là đẹp ạ.
Ri cũng rất cảm ơn đại gia đình chúng ta đã đồng hành cùng Ri tham quan trọn vẹn ngôi nhà. Và em xin nhắc lại là ngôi nhà chúng ta có diện tích là bề ngang 4m, bề dài 7m, kết cấu là 4 tầng. Dạ, và chủ chào cái giá cực kỳ mềm luôn ạ, 2.650.000.000. Nên nếu đại gia đình chúng ta có muốn tham quan căn nhà này hoặc là những căn nhà đẹp khác tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì vui lòng liên hệ với Ri qua số điện thoại được ghi trên màn hình. Em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại gia đình chúng ta ở những clip tiếp theo ạ.